nhà nha các bạn ơi. Coi cái hạnh của mình nè các bạn, nó tốt vậy đó. Nó nhỏ các bạn mà nó có trái nhiều vậy đó. Hạnh này các bạn, cái trái nó ăn chua chua ngọt ngọt mà cái gốc nó mới lớn nè cả nhà. Ở chỗ này nè phân không à, có lá cây á, nếu mà mình mua phân về các bạn mình gãi đây nè nên nó tốt vậy. Này các bạn, sau nhà ha có cây quýt à, cây quýt thì lâu năm rồi, cây hạnh thì mới trồng đó. Cả nhà thấy cây quýt nó thấy ham không, trái nó ngọt lắm đó cả nhà. Cái gốc quýt thì nó bự lắm. Đây mình quay gần cho các bạn xem nè, trái nó lớn. Mình thấy cái trái này ngon quá hay. Ăn á các bạn nó thơm. Trời mới mưa nên cái trái cây nó sạch. Ngon rồi nè cả nhà. Nè cả nhà ơi, coi nè, thấy mê không coi nè. Hôm nay các bạn mình hái cả ký lô rồi đó. Nó sai dữ lắm luôn. Mấy cái nhánh này bữa hổm các bạn trái nhiều dữ lắm luôn. Bữa nay có nắng đẹp quá cả nhà ơi, cả nhà. Cây thì cây hồng với cây táo thì rụi lá hết rồi. Vài bữa nữa nó lú tự ra nè các bạn nè, lú ra hơi hơi. Cái đó là cây hồng đó các bạn. Nè cả nhà ơi, coi nè, nhà mình chị mình trồng hành vậy đó. Cái này đi chợ các bạn không cần mua hành nữa, cái này nó tốt nè. Thấy ham không nè. Người gì có phải tây nữa các bạn ơi, đó chị mình trồng phải tây nữa. Hành nó nhiều vậy nè cả nhà đó. Muốn ăn cái mình ra hái ít lá vô ăn. Đó. Quay cây hạnh dễ thương với cây quýt cho các bạn xem cho vui sau nhà đó. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.